Không sao, cô nàng đang rất relax các bạn ạ. Trời ơi, nhìn nhìn thì nó phì độ lên mặt. Vâng, thưa các bạn. Không thấy cổ nữa rồi. Rất là thoải mái các bạn ạ. Sung sướng nha. Mải mê đánh chén không thèm quan tâm gì đến các đối tượng còn lại. Môn cho môn nhé. Môn lẩn lắm. Chả chịu ăn gì. Đấy, ăn một tí là chán rồi. Vâng, mặt rất là ngáo ngơ các bạn ạ. Úi trời. Tí kìa. Tí sẽ quá. Tí này phải đi cắp con ạ. Đi cắp. Chán rồi môn. Môn chán rồi à. Vâng ạ, chúng tôi cho nỗ lực ăn kiêng rau xanh rất nhiều nhưng vậy như không khá được các bạn ạ. Trợ lý vắt cái đuôi lên cái. Vắt lên đâu? Vắt lên người. Trời ơi, sao mà tạo dáng xấu thế? Đây. Đẹp chưa? Muốn nhìn trái tim nhá. Rồi. Quá xinh nha. Vâng, thưa các bạn. Kéo tay. Kéo tay cũng không cần biết. Vâng. Có ai thèm quan tâm đâu cơ chứ. Xuống tí quá con ạ. Này, mồm ăn nhưng mắt vẫn nhìn thẳng vào điện thoại nhá. Vô sinh nha. Thơm ngon đến miếng cuối cùng nhé. Nữa đây này. Vâng, thưa các bạn. Sắp hết rồi. 5 4. Các bạn có thể đếm ngược, hoàn toàn có thể đếm ngược được ạ. 3. Bỏ cả vào mồm nhưng lại bỏ ra. Chắc là bỏ vào mồm để liếm nước dãi mà. Cấm thằng nào không được ăn chung quả ông. Yeah yeah yeah. Các bạn một, cố lên. Nhai hàm bên nọ sang hàm bên kia. Sái qua hàm rồi con. Tốc độ này phải đến 300 cú nhai.